Hôm nay đây là một cái thí nghiệm định tính nguyên tố carbon và hydro trong học chất hữu cơ. Đây chỗ này có thể lấy glucose hoặc lấy xác carozơ đều được các em ạ. Lấy glucose hoặc lấy xác carozơ đều được. Nhưng mà nung nóng thì là với trộn lẫn với lại CuO. Đấy. Cho cả glucose trộn lẫn với lại CuO. Chúng ta xem hai lần nhé, các bạn xem kỹ xong rồi tí là thầy giải thích từng cái chỗ một. Bông tổng COF4 khang. Đổ thì nước vô trong à. Đấy, nó vào trong cái dầu. Nước sinh ra làm CO4 khan chuyển thành màu xanh. Đồng thời ống nghiệm màu đỏ nâu. Nút ống dẫn khí trước khi tắt đèn cồn. Rồi. Xong. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em từng cái bước một. Và thầy sẽ nói cho các em biết là cái người làm thí nghiệm này bị lỗi một chỗ. Một bị lỗi một chỗ. Nhá. Bây giờ các bạn nghe trước đã. Thầy giải thích một lượt. Từng bây giờ chúng ta sẽ xem lại, sau đó thầy đến một cái đoạn, sau đó thầy sẽ dừng lại, xong thầy giải thích cho các em hiểu, rồi sau đó mình mới ghi nhá, được không? Đầu tiên này, tua lại từ đầu. Thì đầu tiên thì lấy glucose và CO thì ta nhìn thấy là cái màu glucose màu trắng và CO thì màu đen, chưa vấn đề xảy ra cả, đúng không? Đấy, cho vào trộn đều.
glucose màu trắng cho dưới đáy ống nghiệm. Rồi lắc đều. Rồi lắp vào hệ ống nghiệm. Đây. Đầu tiên ạ. Các bạn nhìn đó, các bạn là biết tại sao chúng ta lại phải lắp cái ống nghiệm này trúc xuống mà lại không phải lắp hướng lên trên không ạ? Bao nhiêu bạn biết lý do tại sao mình phải lắp ống nghiệm trúc đầu xuống mà lại không phải hướng lên trên? Comment xuống phía dưới cho này. Bài hôm nay là bài cực kỳ hay dành cho các em. Nếu mà mình mà hướng trúc xuống thì nhớ cái chất rắn bên trong này nó đổ hết thì sao? Tại sao mình lại phải trúc xuống? Vậy tại sao mình không hướng lên để cho chất rắn bên trong nó không bị đổ? Đấy, hay không? Hay chưa? Bạn nào biết comment thầy mình không? Bạn nào biết comment cho thầy không? Khó nhỉ? Củ khoai nhỉ? Mình phải trúc ống nghiệm xuống ấy là bởi vì này, là để cho các giọt nước này, ghi lại nhá các em nhá, ghi lại nhá. Một la mã này, phương pháp giải này, thí nghiệm định tính saccharose hoặc glucose. Được chưa? Mình ghi nhá. Mình ghi các bước ạ. Mình ghi các bước ạ, lần lượt. Ghi từng bước một ạ. Để yên thầy lấy cái đề ra đã, thầy lấy cái sách ra. Mình ghi từng bước một. Cho nó chuẩn. Được không? Mình ghi theo từng bước. Bước 1. Bước 1 ạ. Bước 1 đầu tiên là gì ạ? Bước 1 là trộn đều sắc hoặc glu. Đấy, với CO. Được chưa? Sau đó cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô. Cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô. Được chưa? Nhồi một nhúm bông có rắc bột CO4 khan. Nhồi một nhúm bông có rắc CuSO4 khan. Được không ạ? Vào phần trên ống nghiệm rồi nút bằng ống cao su của ống dẫn khí. Đấy. Nút bằng ống cao su. Nút bằng nút cao su của ống dẫn khí. Nút bằng ống cao su. Bằng nút cao su của ống dẫn khí. Nút cao su có ống dẫn khí. Được chưa? Lắp ống nghiệm lên giá. Lắp ống nghiệm lên giá đỡ. Sao cho đầu làm sao ạ? Hơi trúc xuống. Đầu hơi trúc xuống. Thế là giải thích này. Tại sao lại đầu hơi trúc xuống này? Giải thích này. Tại sao đầu ống nghiệm lại phải hơi trúc xuống? Là vì gì? Vì phản ứng mà xác tác dụng với CO2 lần thì trong sản phẩm là có H2O
sẽ đọng ở phần đầu ống nghiệm. Mình lắp trúc xuống như thế này. Mình lắp trúc xuống như thế này. Thì gì ạ? Thì cái hơi nước đấy, những cái giọt nước đi tí nó sẽ thấm vào bông nút ở đầu ống nghiệm. Còn nếu mình ngưỡng lên như này thì những cái giọt nước đi tí nó sẽ chảy theo cái ống nghiệm, nó chảy xuống bên dưới đáy ống nghiệm. Và đáy ống nghiệm đang nóng thì gây nứt vỡ ống nghiệm. Được chưa? Nên do sản phẩm có nước đọng ở đầu ống nghiệm nên phải trúc xuống. Trúc ống nghiệm xuống. Để hơi nước được bông thấm tránh cho cái việc mà chảy ngược lại đáy ống nghiệm, tránh việc chảy ngược lại đáy ống nghiệm. Gây nứt vỡ ống nghiệm. Được chưa? Đấy nhá. Các bạn lưu ý nhá. Các bạn nhớ chưa? Ok nhá, tiếp tục. Bước thứ hai này. Là đưa ống dẫn khí vào dung dịch. Đưa ống dẫn khí vào dung dịch CaO lần đựng trong ống nghiệm số 2. Bước 3. Hơ đều. Đây, chúng ta cùng xem video. Chúng ta cùng xem video nha. Có chữ cái này không thi trung học thông quốc gia. Cái này không thi trung học thông quốc gia. Nhưng mà nó sẽ có ở trong cái đề thi ở trên trường của các em. Nhá, nên là mình vẫn cứ phải xem thôi. Đề ở trên trường các em kiểu gì cũng có. Bởi vì là đề ở trên trường này, đề thi thử đại học của em có, nên là thầy giảng. Nhá. Nào, tiếp tục này, các bạn nhìn này. Sau lắp xong rồi này. Đây, mình đang bước 2 đây. Trúc xuống này. Cái dạng này là dạng mà nó sẽ không có trong đề thi trung học thông quốc gia năm nay các em. Năm nay của em, cái dạng mà có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia ấy, thì nó sẽ là dạng về thí nghiệm vật dụng cao của vô cơ, không phải hữu cơ. Nhưng mà các bài thi thử hay là các bài thi thử ở bên trên trường của các em, bài kiểm tra ở trên trường, những bài thi thử đại học ở trên trường của các em thì nó lại có. Đấy là lý do mà tại sao thầy dạy cho các em cái này. Đấy, đây là bước 2 nhá. Đưa ống dẫn khí vào trong dung dịch CaO lần. Được chưa? Anh này thực hiện hơi sai. Phải cho CaO hai lần vào trong ống nghiệm thứ hai trước. Sau đó rồi mới cắm ống nghiệm vào. Bạn nhìn này. Châm ngọn lửa điện côn này. Châm ngọn lửa điện côn này là bạn này thực hiện sai. Nhá. Châm ngọn lửa điện côn bạn này thực hiện sai. Đấy, sai ở đâu thì chắc là ít người biết. Thế mình giải thích luôn. Là ở ngay lập tức cái bước số 3 này này. Nhá. Các bạn chú ý cho thầy mình ạ. Ngay lập tức ở bước số 3 này thì chúng ta phải là gì ạ? Dùng đèn côn. Dùng đèn côn. Hơ nóng đều ống nghiệm. Rồi mới đun tập trung tại một điểm. Rồi mới đun tập trung tại một điểm. Tại sao lại phải hơ nóng đều? Giải thích. Các bạn biết tại sao phải hơ nóng đều không? Các bạn biết tại sao phải hơ nóng đều không? Comment để mình xem. Bạn nào biết là phải hơ nóng đều? Các bạn nào biết là tại sao phải hơ nóng đều?
Hơn không đều để làm gì ạ? À, nóng thì nở ra, lạnh thì co lại. Thì câu chuyện mà hơ nóng đều, ống nghiệm. Hơ nóng đều. Hơ nóng đều ống nghiệm. Là để cho ống nghiệm, đúng rồi, giãn nở. Để ống nghiệm nó giãn nở. Nó giãn nở đều. Nó tránh cái việc chênh lệch nhiệt độ. Dẫn đến nứt vỡ ống nghiệm. Được chưa? Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Tiếp nhá. Thế này là thầy bảo lúc nãy thì bảo với chúng ta là bạn này làm sai một cái giai đoạn về cái thí nghiệm này. Bạn nhìn thấy không? Hơi nước này này. Đấy là lúc này là hơi nước mà nó mà tạo ra thì nó sẽ đọng ở đầu ống nghiệm chứ nó không có chìm xuống bên dưới. Nếu mà nó mà chui bên dưới này nó rất là nguy hiểm. Nước bao nghiệm ngay, nóng gặp lạnh mà. Bắt đầu có hơi sinh ra rồi. Nhưng những cái hơi đầu tiên này là hơi không khí thôi. Vì không khí giãn nở ra thì đây là không khí thoát ra thôi. Bởi chính vì vậy nên chúng ta nhìn thấy là do không khí thoát ra nên là cái ống nghiệm này nó chưa có vận đủ. Lúc sau vận đủ, lúc sau CO2 sinh ra mới vận đủ. Đấy, vận đục đây này. À, là cái lúc mà CO2 sinh ra nó vận đục. Và cái ống nghiệm mới bị vận đục thì chúng ta tính được là có carbon, có nghĩa là chứng minh được là có carbon ở bên trong cái dung dịch nước vô trong. Nhầm là có carbon ở bên trong cái thằng carbohydrate. Đấy. Còn lại cái bông này chuyển thành màu xanh thì là định tính được hydro. Ok chưa? Đấy. Đồng sinh ra ống nghiệm có màu đỏ đâu, hiện tượng đấy ạ. Đấy chưa? Mình nêu hiện tượng đã nhỉ? Hiện tượng. Mình nêu cái hiện tượng đã. Hiện tượng. Ống nghiệm chứa dung dịch CaOH2 lần thì bị vận đục. Do có CO2 sinh ra. Được chưa? Hiện tượng thứ hai là bông tẩm COF4 khan. Chú ý CO4 khan là màu trắng thì chuyển thành màu xanh do có nước sinh ra. Được chưa? Chuyển thành màu xanh do có nước sinh ra. Đấy nhá. Ok chưa? Dò sang bước 4. Nào, xem bước 4 nào. Đây, rút ống dẫn khí trước khi tắt đèn cồn. Đấy, bước 4 là rút ống dẫn khí trước khi tắt đèn cồn. Rút ống dẫn khí
trước khi tắt đèn cổ. Thế thì câu hỏi chúng ta là tại sao lại phải như vậy? Làm ngược lại có được không? Có nghĩa là tắt đèn cồn rồi rút ống dẫn khí có được không? Nhá. Câu hỏi là tại sao lại phải như vậy? Liệu bây giờ mình tắt đèn cồn rồi mình rút ống dẫn khí có được không? Bạn nào biết thì comment cho thầy. Tại sao phải như vậy? Bây giờ thì mình đi tắt đèn cồn rồi rút ống dẫn khí có được không? Có thành công không? Có ảnh hưởng không? Không thì tại sao, mà có thì tại sao? Các bạn comment ra thêm nào. Đúng đấy, thầy thấy bạn có một vài bạn comment đúng rồi, nhưng mà tại sao nước ở dưới sẽ bị hút lên? Bạn bảo là làm ngược lại thì nước ở dưới sẽ bị hút lên, nhưng mà tại sao nước ở dưới bị hút lên? Cuộc đời chúng ta là những chuỗi các câu hỏi tại sao. Đúng rồi, chính xác. Đây nha, các bạn quan sát với thầy nha. Đây ạ. À. Nếu mà nhá, ta tắt cái đèn cồn này đi. Các bạn nhìn đâu. Nếu mà thầy Minh tắt cái đèn cồn này đi. Thì các bạn cứ tưởng tượng này, không khí nó đang nóng thì nó đang nở ra đúng không? Nhưng mà nếu mà nó gặp lạnh là tắt cái đèn cồn nữa rồi. Nó co lại. Nó co lại thì nó sẽ hút không khí co lại. Nó sẽ hút cái nước ở bên dưới này lên. Nước này đang lạnh nhá. Mà ống này thì vừa mới tắt xong nóng nhá. Hút nước ngược ở dưới này lên thì nó làm nước vỡ ống nghiện. Nên không thể thực hiện ngược lại được. Được chưa? Đấy. Nào chúng ta ghi lại nhá. À, không giải thích. Là không thực hiện việc tắt đèn cồn rồi mới rút ống dẫn khí vì nếu thực hiện như vậy thì áp suất
trong ống nghiệm giảm đột ngột. Sẽ khiến nước ở trong ống nghiệm 2 đẩy ngược lên, gây nứt vỡ ống nghiệm. Được chưa? Đấy nhá. Đấy thì đấy là toàn bộ về phần thí nghiệm vật dụng cao. Toàn bộ về phần thí nghiệm vật dụng cao mà thầy muốn nói cho các em. Bây giờ thầy còn một câu hỏi nữa thôi. Thế cái phản ứng và định tính cái anh này là định tính anh sát của anh Glu. Thì ở đây người ta là sử dụng là nung nóng với CO. Vậy bản chất của cái việc mà nung nóng với CO này là oxy hóa. Vậy cho thầy Minh hỏi. Vậy nếu thầy Minh thay CO bằng đốt cháy trong oxy có được hay không? Và tại sao? Nhá. Câu hỏi này là thay thế cho cái tác dụng với CO bằng đốt cháy trong O2 được không? Và tại sao? Các bạn comment ra. Được không và tại sao? Hay chưa? Tại sao ạ? Có thể thay thay bằng đốt cháy trong oxy được không? Và tại sao? Ở đây nhá. Không thể, câu trả lời nhé. Trả lời này. Không thể. Do CuO dạng rắn. Được chưa? Còn oxy dạng khí mà glu hoặc xác là dạng rắn, nếu đốt trong oxy thì dẫn đến hiệu suất phản ứng thấp nên phải trộn lẫn với CO để nung nóng để tăng hiệu suất phản ứng. Được chưa? Bản chất là để tăng để nha. Đấy là xong phần lý thuyết của vật dụng cao. Bây giờ chúng ta cùng làm với thầy Minh một vài ví dụ. Câu 59 ạ. Câu 59 các bạn cùng làm và comment cho đáp án cho thầy. 59 đáp án gì ạ? 59 các em nha. Theo các bước sau đây. Tại sao thầy phải dạy cái này ạ? Tại vì là cái độ trễ ở các trường khi ra đề thi thử cũng như ra đề kiểm tra sẽ có độ trễ so với đề thi trung học phổ thông quốc gia. Nên là những câu này vẫn sẽ có ở trong đề thi thử cũng như đề kiểm tra các trường của các em.
nhưng mà nó sẽ không có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, thầy nhắc lại. Nên là phần dạy kiến thức nền tảng thì thầy dạy, nhưng mà sang cái phần là phần về về tổng ôn thì thầy sẽ không dạy nữa nhá. Năm nay nhớ kỹ lời của thầy, nó sẽ vào thí nghiệm vật dụng cao phần vô cơ cơ, chứ không vào phần hữu cơ nữa. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây ạ. Bước 1, lấy ống nghiệm đã được làm sạch cho ống nghiệm 1ml dung dịch AgNO3 thì chưa hiện tượng gì cả. Nhỏ từ từ từng giọt NH3 vào ống nghiệm trên này thì là xuất hiện kết tủa. Xuất hiện kết tủa màu đen. Kết tủa màu đen này là do bạc cộng tác dụng với NH3 để tạo thành, đáng như là AgOH, nhưng AgOH kém bền phân hủy tạo thành Ag2O. Được chưa? Lắc đầu đến khi kết tủa tan hết thì kết tủa tan hết này là do là Ag2O nó tác dụng với NH3 để tạo thành dung dịch phức bạc amoni. Phức bạc. Thì cái dung dịch phức bạc này thì mở rộng thêm cho các bạn, nó có công thức là AgNH3 hai lần cộng. Được chưa? Các bạn không cần biết, các bạn không cần quan tâm đến nó, nhưng mà thầy gợi ý, thầy vẽ lại cho các bạn để các bạn đỡ thắc mắc, đúng không? Cái này không thi, các bạn chỉ quan tâm đến là nó tan hết thôi. Thêm vào ống nghiệm 1ml dung dịch glucose đun nóng nhẹ ống nghiệm, xong nhá. Ở bước 3 xảy ra phản ứng oxy hóa glucose bởi AgNO3 trong NH3, đúng, bởi vì nó tạo thành bạc. Thì đây là bạc cộng biến thành bạc không, bạc cộng mà biến thành bạc không, vậy đây là phản ứng oxy hóa, đúng chưa? Và đây là phản ứng oxy hóa thì làm sao? Thì bạc cộng biến thành không là oxy hóa, thì glucose là gì? Chất khử thì nó phải là oxy hóa của glucose. Vậy A đúng. B. Kết thúc bước 3 thì thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương. Đúng rồi, trắng bạc thì anh bạc này nó bám vào thành ống nghiệm. Và do anh bạc này bám vào thành ống nghiệm nên nó sẽ làm cho ống nghiệm sáng bóng như gương. Đúng. Ở bước 2, ban đầu thấy xuất hiện kết tủa vàng, không phải. Mình phân tích đây, xuất hiện kết tủa màu đen, không phải kết tủa màu vàng, sai. Ở bước 3, nếu thay bằng glucose bằng sắt thì hiện tượng quan sát được vẫn không đổi, sai. Glu thì trắng hương, chứ sắt thì không trắng hương nhá. Ở bước 2, nếu thay NH3 bằng NaOH thì hiện tượng quan sát được vẫn không đổi, sai. Bạc ấy, bạc cộng với nó chỉ tạo phức với NH3 thôi, chứ nó không tạo phức với NaOH, nên là sai, do bạc không tạo phức. Vì vậy nên số phát biểu đúng là có A và B, hai phát biểu đúng nhá. Chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, câu 59, đáp án A các em nhá. Rồi. Câu 60 này. Các bạn cùng chọn cho thầy xem câu 60 đáp án gì, đọc kỹ nhá. 60. Tiến hành thí nghiệm phản ứng glucose với sugar hai lần. Cho 5 ống nghiệm 5 giọt dung dịch COS4 và 1 ml dung dịch NaOH thì lúc này xuất hiện kết tủa COH hai lần. Kết tủa này màu trắng xanh. Kết tủa này màu trắng xanh nhá. Được chưa? Lắc nhẹ gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa. Thêm 2 ml dung dịch glucose ống nghiệm lắc nhẹ thì glucose tác dụng với COH hai lần ấy thì tạo thành dung dịch phức màu xanh lam. Vậy này. Sau bước 1, ống nghiệm siết xuất hiện kết tủa màu xanh, đúng. Thí nghiệm trên chứng minh phân tử glucose có nhiều nhóm OH liền kề, đúng, bởi vì chỉ có OH đa kề thì nó mới tạo thành dung dịch màu xanh lam. Ở thí nghiệm trên, nếu ta thay glucose bằng sắt thì thu được kết quả tương tự, chính xác, bởi vì glucose của chúng ta cũng có OH đa kề và sắt của chúng ta cũng có OH đa kề. Ở bước 3, kết tủa bị hòa tan, dung dịch chuyển sang màu tím là sai, dung dịch phải chuyển sang màu xanh lam. Vậy chúng ta có 3 nhận định đúng nhá. C, ok, rất dễ. Câu 61 rồi các em. Cho vào 2 ống nghiệm 5 giọt COS4 và 1ml NaOH. Lắc nhẹ gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa COS lần, kết tủa màu trắng xanh. Thêm 3ml dung dịch glucose ống nghiệm thứ nhất. 3ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm thứ hai. Thì ống số 1 thì đều chưa kết tủa màu xanh. Sau bước 1, kết tủa COH lần là kết tủa màu trắng xanh rồi, IA sai. Sau bước 3, ống nghiệm thứ nhất bị hòa tan tạo dung dịch màu xanh lam, đúng rồi, glucose đúng. Ống nghiệm thứ hai kết tủa bị hòa tan tạo dung dịch màu tím, cái này đúng, cái này chúng ta học sau bài peptide
nhá, chúng ta sẽ biết là đúng. Phản ứng trong hang nghiệm đều xảy ra trong môi trường kiềm, đúng. Để phản ứng trong hang nghiệm xảy ra nhanh hơn cần rửa cái tủa là sai. Rửa cái tủa thì CO2 hai lần nó hợp chất ít tan thì nó sẽ bị tan bớt đi nhá, thì mình sẽ không thể nào mà nhìn thấy được, đúng chưa? Vậy số phát biểu đúng ở đây mình có B, C, D, 3. Đáp án đúng đáp án B em nhé. 61 đáp án B. 62. 62 các bạn chọn đáp án gì ạ? Có mấy đáp án đi nào? Đúng rồi, đầu tiên nhá các em nhá. Là cho 1ml dung dịch AgNO3 trong lớp 3 bóng nghiệm sạch. 4 đầu tiên. Bỏ B, bỏ C. Sau đó là gì ạ? Nhỏ từ từ NH3 cho đến khi kết tủa tan hết. Vậy là 2. Sau đó rồi thêm 3 đến 5 giọt glucose vào ống nghiệm. Vậy là 1 rồi mới đến 3. Vậy là 4, 2, 1 và 3 nhé. 4, 2, 1, 3. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 63. Câu 63. Các bạn chọn cho thầy câu 63 đáp án gì? Tiếp này các bước thí nghiệm như sau. Cho một nhúm bông vào cốc đựng dung dịch H2O4 70%, đun nóng, đồng thời khuấy đều đến khi thu được dung dịch đồng nhất. Đây là thủy phân, đúng không? Đây là thủy phân cellulose. Trung hòa dung dịch thu được bằng NaOH. Trung hòa dung dịch thu được bằng NaOH. Thế thủy phân sen thì mình thu được glu, đúng chưa? Vậy dung dịch sau khi thu được này nó sẽ là glucose này. Cho bóng nghiệm được AgNO3 trong NH3 đun nóng thì nó là thực hiện phản ứng chắc bạc. Vậy này, thủy phân rồi thì sau bước 2 nhỏ dung dịch Y2 vào cốc thu được dung dịch màu xanh tím là không được. Iốt nó với tinh bột cơ. Thí nghiệm trên dùng để chứng minh sen có nhiều nhóm OH là sai. Sau bước 1 trong cốc thu được hai loại monosaccharide là sai, thủy phân sen mình chỉ thu được là gì ạ? Một anh thôi, đó là glucose. Sau bước 3 trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại màu trắng bạc, chính xác. Đáp án đúng là đáp án gì? Nào, chúng ta cùng làm nốt câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Câu số 64. 64 vừa nãy thầy mình giảng rồi. Các bạn comment đáp án cho thầy xem câu 64 đáp án gì ạ? 64 ạ. Ui giời, bạn làm xịn thế. Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố carbon và hydro trong phân tử xác được tiến hành theo các bước sau. Trộn. Rồi, cái này đọc rồi. Các phát biểu sau là CO4 khan là dùng để nhận biết nước sinh ra trong thí nghiệm, đúng đúng không? So, CO4 khan là màu trắng. Có nước vào ngậm nước thì tạo thành màu xanh. Để thí nghiệm trên trong ống số 2 xuất hiện kết tủa màu trắng, đúng. Ống số 2 là CaO hai lần thì CO2 sinh ra. Thì nó tác dụng với CaO hai lần nó tạo thành kết tủa màu trắng là kết tủa CaCO3. Ở bước 2 lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng lên. Ở bước 2 thì đúng rồi. Hướng lên hay chúc xuống? Hướng lên chúc xuống, không thì mình mới dạy chúc xuống. Sai. Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxy. Oxy có dùng định tính được không ạ? Không. Mình chỉ định tính được carbon và định tính được hydro thôi. Không bao giờ định tính được oxy. Sai. Oxy muốn xác định được có nó hay không thì phải định lượng. Kết thúc thí nghiệm, tắt đèn cồn. Sai chưa? Kết thúc thí nghiệm mình phải mở đèn. Mình phải làm sao ạ? Tháo dẫn khí rồi mới tắt đèn cồn. Ở đây tắt đèn cồn ngay lập tức là sai rồi. Vì vậy nên là gì ạ? Kết thúc thí nghiệm tắt đèn cồn để ống số 1 nguội hẳn là sai. Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng là hai phát biểu đúng A và B. Hai phát biểu đúng. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các bạn. Chú ý được chưa? Thế thì hôm nay là chúng ta thầy đã vừa hướng dẫn chúng ta chia ra và xử lý hết toàn bộ các cái phần bài tập về cái anh gọi là anh carbohydrate. Thì hôm nay thầy sẽ giao một cái bài tập về nhà. Và bài tập về nhà này thì ở dưới thì có đáp án rồi. Nên là buổi sau thì sẽ không chữa bài tập về nhà này nữa. Mà buổi sau thì chúng ta sẽ xử lý cái phần là phần thầy sẽ gửi chúng ta 100 câu lý thuyết về carbohydrate hay thi nhá, để cho các bạn làm quen. Thầy gửi vào trong nhóm lớp. Được không ạ? Các bạn vào trong nhóm lớp để lấy đề nhá.
Và buổi sau thì chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ học sang chương tiếp theo, đó là chương về buổi sau chúng ta sẽ học sang chương tiếp theo là chương về amin, amino acid, peptide và protein, được không ạ? Đây thầy đang gửi vào trong nhóm lớp cho các em đấy nhá, thầy vừa gửi link về trong nhóm lớp cho các bạn và các em, được không ạ? Ok, và buổi học ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi học tiếp theo. Chúc lớp mình ngủ ngon nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.